Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu gọi đám đông cùng với các môn đệ lại, người nói với họ rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì người ta nào có lợi gì? Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy thì con người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy khi người ngự đến cùng với các thánh thiên thần trong vinh quang của Cha người. Đức Giêsu còn nói với họ: Tôi bảo thật các người, trong số những người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy triều đại Thiên Chúa đến đầy uy lực. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì tin mừng thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Đó là một điều mà chính Chúa Giêsu cũng đã thể hiện cho chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta liều mất mạng sống mình vì Thiên Chúa và vì tin mừng của Ngài thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu vẫn đưa ra một cái điều kiện cho những ai muốn theo Ngài, đó là phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Và từ bỏ chính mình ở đây là gì? Thưa đó là phải từ bỏ con người cũ đầy những yếu hèn, đầy những kém tin, đầy những đam mê của con người, để rồi trở nên một con người mới trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô, trong niềm tin vào Thiên Chúa là đấng ban sự sống cho mình. Để rồi nếu như ai biết từ bỏ con người cũ đó, sống với con người mới trong việc làm chứng cho Thiên Chúa và cho tin mừng của Ngài thì chắc chắn sẽ có được sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu đã từ bỏ lấy cái địa vị của mình là một vị Thiên Chúa, Ngài đã từ hạ mình đến trần thế này để làm gì? Thưa, Ngài đến để rồi Ngài loan báo tin mừng Thiên Chúa, Ngài đến để làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa, và rồi Ngài đã vác lấy thập giá không phải là của mình mà của cả nhân loại này, vác lấy thập giá tội lỗi của con người để rồi cho con người được có sự sống đời đời. Chúng ta thấy rằng Thiên Chúa, Ngài vẫn mong muốn tất cả mọi người bước theo Ngài là phải từ bỏ lấy con người tội lỗi của mình, sống cho niềm tin vào Thiên Chúa, sống theo tin mừng. Và chính việc sống theo tin mừng thì mới có được sự sống đời đời. Và ngày hôm nay, việc có thể nói cuộc sống vật chất của ngày hôm nay khiến cho chúng ta rất khó để mà bước theo tin mừng, để mà bước theo theo sát Chúa Giêsu. Ngay cả việc từ bỏ những thói quen, những điều chưa tốt, đó cũng là một vấn đề rồi. Ấy thế nhưng nếu như chúng ta biết kết hiệp với Chúa Giêsu, đặc biệt là Chúa Giêsu Thánh Thể, Ngài vẫn đang ngự đến trong mỗi người chúng ta, ngang qua bí tích thánh thể Chúa sẽ ngự đến trong tâm hồn mỗi người chúng ta, cho dù nhiều lúc chúng ta chỉ là lãnh nhận theo một như là một cách quán tính, thế nhưng Chúa vẫn sẵn sàng ngự vào trong con người, ngự vào trong cuộc sống của chúng ta để làm gì? Thưa, Chúa ngự vào để Chúa ban ơn, nâng đỡ chúng ta, giúp cho chúng ta vượt qua những khó khăn trong đời sống hàng ngày. Chúa cũng sẽ ban ơn để giúp cho chúng ta vượt qua những
những giới hạn của con người, để rồi chúng ta mới có thể bước theo Ngài trên con đường thập giá mà Chúa đã đi. Bởi vì chỉ có con đường thập giá thì mới đem tới vinh quang, và chỉ có con đường đau khổ, vượt qua những đau khổ thì chúng ta mới đạt được hạnh phúc nơi Thiên Chúa. Xin Chúa Thánh Thần là đấng đồng hành với chúng ta, giúp cho chúng ta biết quyết tâm từ bỏ con người cũ của mình đầy những giới hạn, đầy những đam mê của thể xác, để rồi chúng ta vững tin hơn, sống bước đi theo Chúa, sống cuộc sống mới trong Chúa Giêsu là đấng cứu độ chúng ta. Amen.